Vừa rồi là Kiều Minh Tấn diễn một cái pha rất là xuất sắc, là đã vu tại ở dưới, mặc dù là cái háng là kéo lên kéo xuống. Anh ơi, giờ xe kìa. Thấy đẹp không? Đó, thật chọc, thật ra bên trong nè. Đó. Đó. Bây giờ mà dở ra là ở trong nó có... Tiếp bầm à. Nói chung là cái đường thiên lý của em nó bị cắn rồi. Ok, móc cho hiện cái dây để kéo cho nó thoải mái, cho nó diễn hai thằng nó cùng cương cùng nhạc cho nó happy.